Xin chào tất cả các bạn, mình là Nam ở bên cửa hàng guitar Isaac. Ở bên mình thì bán đàn cho các bạn với tập chơi hoặc là biết chơi những cây đàn có giá rẻ từ 400k cho đến 45 triệu. Ok, tuy nhiên trong video này thì mình lại không giới thiệu về đàn guitar. Mình muốn giới thiệu các bạn về một cái gọi là phụ kiện guitar. Đó là cái kẹp capo, có bạn hay gọi là cabo hay là chữ K và chữ Po, đại ý là như vậy, rất là nhiều cách gọi cây pop, gọi nhiều bạn còn vui như vậy. Thì ok, nó là cái gì thì cũng là cái như thế này thôi. Đó, nó có một thiết bị kẹp, nó có một cái phần kẹp như thế này, quan trọng nhất là khi nó kẹp vào dây đàn. Và vậy thì dùng để kẹp, vậy thì cái kẹp này có tác dụng như thế nào? Thì và vì sao lại phải dùng capo? Thì bây giờ mình xin hướng dẫn, mình xin giới thiệu như sau. Thì với capo là một thiết bị, nếu các bạn tìm hiểu trên mạng thì nói rằng là capo thiết bị để nâng tông giọng hát cao gì đó, nhưng mà các bạn rất là khó hiểu. Thì bây giờ mình xin làm mẫu như sau. Ví dụ bây giờ một bài hát nó bị rơi, ví dụ một bài hát mình chơi ở đô trưởng chẳng hạn, một bài hát quen thuộc đi, Chúc bé ngủ ngon chẳng hạn. Đô trưởng, và nhưng mà mình thấy giọng hát của mình có thể lên một chút được nữa, mình sẽ chuyển sang re trưởng. Bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi. Đó, thì mình cũng chơi đàn chưa phải quá lâu nhưng mình cũng biết được cái nguyên tắc này, tức là khi mình từ đô lên re thì đồng nghĩa việc là âm đô này mình đánh cùng với son thì mình phải từ re và mình đánh được âm la trưởng. Đó, thì đấy là mình đã biết chơi, mình biết cách để dịch giọng. Nhưng mà với những bạn mà bây giờ các bạn mới tập chơi, các bạn chỉ biết được hợp âm đô trưởng và son trưởng thôi, hoặc là âm khác thêm thôi, các bạn chưa biết đến re, thì các bạn sẽ phải làm thế nào khi các bạn muốn hát cao? Thì đó, chúng ta bắt đầu dùng đến capo. Đó, các bạn nghe lại nhé, mình hát thấp này ở đô trưởng. Bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi. Và khi mình dùng capo sẽ như thế nào? Mình dùng capo bản chất là nó nâng giọng các bạn, và các bạn không phải chuyển dịch giọng như cái mình vừa làm. Các bạn vẫn giữ bấm của đô trưởng, chỉ khác mỗi bây giờ là cái capo này bản chất nó dịch các bạn, cái lẽ ra đây là phím 0 1, 2 và 3. Thì bây giờ các bạn, khi các bạn kẹp capo, mình từ đô lên re thì nhạc lý nói rằng là mình phải kẹp vào hai, thêm hai ngăn đàn, dịch hai ngăn đàn. Bản chất đầu tiên capo mình ở đầu như này, bây giờ mình dịch thêm hai phím đàn nữa đi cho dễ hiểu, hai phím đàn như này thì mình đó, kẹp cẩn thận một chút thì sẽ hay hơn. Và bây giờ mình giữ nguyên đô trưởng, mình đánh đô nguyên đô trưởng. Bé ơi ngủ đi, đêm đã khuya rồi. Các bạn thấy sự khác biệt đúng không ạ? Mình vẫn đánh giữ nguyên đô trưởng và dùng đô trưởng và son trưởng, nhưng mà mình hát thì như là mình dùng re trưởng và la trưởng. Thì đó là tác dụng của capo. Có nghĩa là các bạn dùng capo thì các bạn sẽ không phải lo cái chuyện là dịch giọng như thế nào, vì khi các bạn muốn dịch từ đô, muốn từ giọng đô trưởng sang re trưởng thì các bạn phải dịch tất cả những cái phần phía sau của nó, tất cả các cái hợp âm tiếp theo lên một cung theo cái âm chủ của nó, thì các bạn sẽ rất là khó. Ok, và như vậy thì các bạn, với những bạn mới tập chơi thì mình thấy dùng capo khá là hay. Ngoài ra thì capo còn để kẹp những bài hát mà các bạn bắt buộc phải kẹp đó, thì đấy là những các bạn tìm hiểu sâu hơn. Còn trong video này thì mình cũng chỉ giới thiệu vậy thôi, vì chỉ có một cái capo mà mình đã giới thiệu mất gần 5 phút thì cũng là mất quá nhiều thời gian của các bạn rồi. Cảm ơn các bạn đã kiên trì và theo dõi video này của mình, và xin cảm ơn các bạn rất nhiều, và xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở trong những video tiếp theo.